Tại Hà Nam, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Thực, trú tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam về tội giết người, hiếp dâm. Theo cáo trạng, tháng 10 năm 2017, qua mạng xã hội, Thực quen biết với chị Bùi Thị Huệ, trú ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Đến ngày 23 tháng 10, Thực đưa chị Huệ về nhà chơi. Tới khoảng 22 giờ cùng ngày, khi đang tâm sự tại bờ mương gần nhà, Thực đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị Huệ kiên quyết từ chối. Do vậy, đối tượng Thực đã cầm gạch đập nhiều nhát vào đầu chị Huệ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó đẩy xác chị Huệ xuống mương rồi bỏ trốn. Đến ngày 26 tháng 10, Thực đã bị lực lượng chức năng bắt tại xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thực tử hình về tội giết người, hiếp dâm.